Ronaldinho cũng có được phần thưởng xứng đáng của mình khi là cầu thủ ấn tượng nhất vòng 6. Đội xuất phát của các cầu thủ SHB trong trận đấu này trong khung thành đó là thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, số 90, số 7 Trần Văn Trung, số 10 Trần Trung Hiếu, số 11 Trần Quang Vũ, số 16 Trương Minh Đức băng băng đội trưởng, số 21 Đồng Xuân Huynh và số 77 Nguyễn Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng là ông Lê Tuấn Tú. Trận đấu mà SHB dường như bắt buộc phải có chiến thắng thì ngày hôm nay họ phải đối đầu với một đối thủ rất cứng đó là LOC. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Hoàng Lương, Huỳnh Đen, vẫn là Huỳnh Đen, dứt điểm không thành công. Liên tiếp là những pha lên bóng của cả hai bên. Tuấn Anh Junior, một quả đá phạt dành cho LOC. Có thể nói là giúp LOC cải thiện hơn về mặt phòng ngự. Tuấn Anh quá người chuyện như thế này, nhưng này thì ông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tusa, Tuấn Anh Junior, Tuấn Anh không vượt qua được Hiếu Hino, và Hiếu Hino cũng có sự trợ giúp của Huỳnh Đen trong pha bóng vừa rồi. Đức Thủy Lợi, và đi bóng của Đức Thủy Lợi, trọng tài xác định sẽ có một quả đá phạt dành cho RB với lỗi của Minh Đức. Đánh đâu rất đáng tiếc, suýt chút nữa thì Trương Minh Đức mở tỷ số bằng một pha bóng sơ trường. Và cùng xem lại pha bật rất cao của Trương Minh Đức, anh đã đánh đầu không trúng bóng. Trương Minh Đức khoảng trống, một pha chuyền bóng gây bất ngờ của Trương Minh Đức, không ai có một va chạm nào với Trương Minh Đức cả. Pha bóng quá quyết liệt của Trung Nam Định, pha bóng xứng đáng có thẻ vàng. Và điều đó đã xảy ra, thẻ vàng cho Trung Nam Định. Hoàng Lương dứt điểm. Ôi, rất may là Vũ Sa Vi đã có một vị trí để cứu thua cho cao thủ RB trong bóng vừa rồi. Vị trí tốt của Vũ Sa Vi. Đây là cơ hội Hiếu Hino rất ngon ăn. Pha phù hợp hay đầu tiên của SHB trong trận đấu này và cơ hội được trao cho Huỳnh Đen. Phòng ngự của LC vẫn đang đứng vững. Tú Say đã rất nhanh bay xoạc để ngăn chặn cú sút của Huỳnh Đen. Hiếu Hino, quá người Hiếu Hino, dứt điểm không được. Chúng Nam Định đáy biên căng ngang, không có ai xâm nhập trong bóng vừa rồi. Và căng ngang của Tuấn Đông Tâm. Và bóng hay đến từ tình huống. Và qua người vẫn còn Tuấn Anh. Không ai khác cả, lại là Tuấn Anh Junior. Chớp thời cơ quá nhanh, dứt điểm bằng chân không thuận. Tỷ số đã được mở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là điều vô cùng cần thiết vào lúc này. RB lại tiếp tục gặp khó khăn. Một pha truy cản không quyết đoán, Hiếu Hà Lan đã vượt qua hai cầu thủ bên phía RB, đó là Hino và Vũ Sa Vi. Nhả ngược lại cho Tuấn Anh Junior và đó là bàn thắng cho LOC. Cầu thủ của LOC. Bàn thắng vừa rồi có công rất lớn của Hiếu Hà Lan với một tình huống đi bóng cực kỳ xông xáo. Rất nguy hiểm. Thẻ vàng cho Tuấn Đồng Tâm. Một pha cao trần rất lộ của Tuấn Đồng Tâm với Khả Thơ. À, một giờ hôm nay rất nhiều khả năng là Tuấn Anh sẽ làm được điều đó. Rất mạo hiểm. À, dứt điểm khá hay của Khả Thơ. Và RB đã có sự thay đổi người đầu tiên. Có lẽ là Sơn Muller sẽ vào sân để thay cho Trương Minh Đức. Tân Cò, và lắc của Tân Cò.
Ôi, không vào. Pha đổi người chính xác của thủ môn Văn Tú. Rồi đã có lỗi của cao thủ SHB. Hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Dứt điểm, không vào, vẫn không vào. Và đặt lòng cuối cùng là của Hoàng Sơn. Không được, cú đá thẳng khá nguy hiểm. Và tỷ số là 2-0 cho các thủ LC. Một pha bóng quá khó và LC đã làm quá tốt trong tiếng vừa rồi. Đi Văn Hòa là cầu thủ đã có bàn thắng. Không thể tin được. Rất khó có thể thành công ở pha vuốt bóng vừa rồi, nhưng Thi Văn Hòa đã làm được. Không khác gì một quả phá bóng cả. Bóng đi quá hiểm hóc. Tuyệt vời. Sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng thi đấu thứ 7 này dành cho Thi Văn Hòa của EOC. Trong khi đó thì LHB đối đầu với Anh Pháp, những đối thủ cũng được coi là dễ thở hơn. Anh Pháp cũng đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng và đương nhiên là cũng không dễ cho SHB. Ngày hôm nay thì anh Pháp đã cầm hòa Tùng Anh với tỷ số 1-1. Dứt điểm. Và dứt điểm của Tân Cò không qua được Tốn Say. Vàng Treo. Đáy biên không được. Hưng Sóng. Không được. Đập lưng của Tuấn Hùng. Lên bóng cho LHB. Cơ hội hiếm hoi. Lên bóng trong một thế chống trải của cao thủ LHB. Dứt điểm vẫn không vào. Đàn lát khá hay nhưng dứt điểm thì bỏ sang ngang. Và dứt điểm của Tyroni. Đôi khi cầu toàn ở thời điểm này làm điều thực sự không cần thiết. Tấn Đồng Tâm, dứt điểm. Đã có bàn thắng rút ngắn của Tấn Đồng Tâm. Nhưng có lẽ đây cũng sẽ là sự kết thúc của trận đấu này. Xem lại pha dứt điểm của Tuấn Đồng Tâm. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về cao thủ LOC và không còn cơ hội cho SHB nữa khi cách biệt vào phút bù giờ là quá lớn. Hai bàn, 3 điểm dành cho LOC là một điểm số xứng đáng với những gì mà họ thể hiện trong trận đấu này. Bàn thắng của Tuấn Anh và Văn Hòa là những bàn thắng rất đẹp. Tuấn Đồng Tâm chỉ đem lại một chút hy vọng cho LHB ở những phút cuối, đó là bàn thắng danh dự mà thôi.